Ok, hello, chào các bạn, mình tên Quang Dũng. Ok bạn, chào các bạn đến với channel Quang Dũng về cuộc sống châu Phi. Các bạn thì ngày hôm nay là mình lên mình thăm xưởng gạch đầu tiên mọi người. Thì vì các bạn cũng rất là hỏng không biết là xưởng gạch dạo này như thế nào rồi và làm việc như nào. Thì và thời gian vừa qua thì mình cũng gọi là bị có hiện tượng con vịt mọi người. Và mình đi test thì mình đi test ở dưới này thôi. Thì cũng thấy là bảo có con vịt thì họ bảo về nhà cách ly. Cho nên là cả anh Đông và anh Linh Philip bắt mình là phải ở trong phòng riêng mọi người ạ. Gọi là phòng riêng hơn một tuần là ở trong phòng riêng và gọi là không đi ra ngoài. Dạ thì và hôm nay thì mình quay lại bản và mình sẽ thăm xưởng gạch và để tiếp tục những công việc đang dang dở là hoàn thành khánh thành trạm y tế là sống cả đời mọi người. Khánh thành trạm y tế cũng như là để làm những cái kế hoạch khác nữa. Và mình hy vọng là và mình cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều và đã nhắn tin hỏi thăm mình cũng như là đã hỏi thăm ở trên kênh của mình. Thì bây giờ thì mình đã có sức khỏe rồi. Thì cái năm vừa rồi thì công nhận là anh em ai cũng ốm cả mọi người. Và mình là người ốm nhiều nhất và thường xuyên ốm luôn, ốm đi ốm lại mấy lần mọi người. Và thì bây giờ thì mình hy vọng là sáng năm mới thì sẽ có những cái thay đổi mới là sức khỏe các anh em trong team là sẽ ổn định hơn để tiếp tục những công việc như ra đều những video cho các bạn xem. Thì yeah, thì bây giờ mình sẽ qua xưởng gạch thăm. Ok, con đi à. Con đi. Dạ anh đang đi nhỏ đi. Dale. Io tempo problema do dei clienti in casa. C'è famiglia a casa, né? Sì, sì, casa. Paolo no, devo entrare. Potete entrare, sì. Paolo no, se te entra? No, sì, sì. Ah, ya. Yeah. No, ma che è sta duente ahí poti a pagna. Oh. Io te metto che vieni qui sempre che conversa contigo. Ok. Sì, sì. In casa. Ok. Ok. Là cả các anh em là cùng đến thăm mình rồi. Đến thăm mình nhưng anh Đóng không cho vào. Vì là nhiều khi mình cũng chờ. Anh em mới được. Tôi sẽ chef, chef go. Chef go. Chef go. Sabe que? Sì. Agora vamos continuar a trabalhar. Ok. Agora mesmo fazemos o que coisa. Mas agora o bloco está. Ah, vem aí tudo? Sim, vem aí tudo. Ah, o dinheiro já entregou no Paulo? Sim, já entregou. Ah, já. Gạch là bán hết đấy mọi người. Thì có nghĩa là bán bên chỗ bán anh Đóng ấy, là mấy nghìn viên và bán bán lẻ nữa. Là hết cả rồi. Thì mình cùng bây giờ mình cũng sáng để nói với anh em là bây giờ là mình sẽ làm cho anh Linh Philip một số lượng gạch là 4.000 viên, 3.000 viên mọi người. Là tiếp tục là công việc là các em sẽ làm thường xuyên hơn và liên tục hơn. Bây giờ là mình sẽ dạ. Rồi là continue show bùm bả rồi tạm tạm bùm đi tụi này. Đấy, dạ. Khi mà bài pros này. Đấy, gạch kia. Em đọc mình thường xuyên mọi người. Đây. Come on in! Hình như là bây giờ là cái thời gian mình nghỉ là hình như là các anh cũng có ngày nghỉ mọi người ạ. Nhưng mình thấy số lượng gạch là không được nhiều. Chắc là còn cái số lượng gạch đủ thì bán thôi. Mas agora, o cimento acabou? Acabou. Ah, já tá bom. Vou mandar mais, já. Tá bom. 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 Tá mấy chục báo nữa để bỏ săn, con cá thì đấy quả thì trời thương chuyến mọi người. Đấy con bên kia là con 400 viên nữa, bên đây còn 100 viên là 500. Joao, ở đây tem quanto bloco aqui? Aqui esse bloco já estava feito, já são 408, ainda estamos a acrescentar mais. Ah, para acabar essa massa. Ok. Estamos a acrescentar. Yeah, bumba bem, já. Faz bem bonito, já. Sim. Porque agora, ali, Felipe, no cangato, quero 3.000 blocos. Sim.
3 mil. Tá bom. O povo vai querer mais. Esse trabalho. Sim. Quando terminarmos o bloco que tem, vamos fazer conta, vamos dividir dinheiro, já? Sim. Sim. Vamos ficar ricos. Vamos ficar ricos. Vamos ficar ricos. Não morrer mais em Cocoda. O chefe veio. O chefe veio. Muito obrigado. Agora o nosso chefe veio. Ah, tá bom, vou comprar mais. Ah, sério, ovo, grande, sério, ovo, ruim, mas vai. Mas agora se eu andasse também, preciso que é muito novo, né? Estragar mesmo. A estragar, mas... Levar peso não dá, porque assim, inclina. Ah, inclina? Ah. Ah, vamos levar lá para soltar um pouco. Para soltar. Principalmente a vez também. Já. O domingo tá? Domingo viajou. Avisou onde? Em Benguela. Ah, mas vai contar? Sim, vai contar. Não tem nada, né? Está a família. Ah, família, né? Sim. Aí tem a Emma do trường, domingo lá vem tham gia ninh ở chỗ tỉnh Khạc. Tá novo. Benguela, tỉnh Khạc, cái đấy cũng khá xa. Chắc là một thời gian tới sẽ đến. Tá novo. Ah, coi gì? O outro grupo, tá? Aquele grupo novo? Vai da tarde. Vai de tarde. À tarde? Sim. Agora de manhã à tarde, né? Sim. Ah, tá bom. Sim. Tá bom. Nós também vamos de manhã de Lavra, de tarde vamos vir aqui. Ah, já. Sim, tá bom. Sim. Sim, mesmo na Lavra também dá. Sim, não dá pra esquecer no campo. Mete bem aí no bolso. Sim. Ok. Ok, thank you very much. Yeah. Thì bây giờ là anh em đã chia thăm 7 người mọi người, là 26 người đã chia thành hai nhóm rồi. Đây là 12 người, còn nhóm kia là 14 người. Là bây giờ là buổi sáng thì một nhóm đã đi làm rầy, sau đó là buổi chiều để làm. Và một nhóm này ngày mai sẽ đến ngày sáng ngày mai làm rầy và buổi chiều để làm. Hai nhóm như vậy. Đấy. Thời gian mình nhóm thì chắc chắn là cả anh cũng không có gọi là làm được tốt đâu mọi người. Vì là đấy thì may ra thì có hoàn thành được là 7.000 tiền của anh Đông đã lấy rồi. Và bán thêm được 1.000 tiền như lúc này bà Trường Thấu nói. Dạ. Dạ. Ok hả? Só vi. Dạ, tá bom. Tô doente. Tá bom. Tô doente. Dạ, sim, já sei, né? E agora sim. Agora já tudo bom? Tá bem, tá bem. E agora vamos trabalhar? Sim, sim, sim. É, bác Trần Thố nó cũng đến thương chuyên mà mê. Então vai, e agora vamos trabalhar, vamos começar já a abrir essa aqui já. Tá bem, tá bem. Vamos comprar mesmo comprimento, vamos fazer mesmo tudo, vamos comprar comprimento, vamos fazer tudo coisa. Tá bem. Contigo, já? Ah, ah. Aí bác Trần Thố nó já xem thương chuyên đến đây mà mê. Ah, João, anh là senhor João Pena aqui. Dạ, tá bom. Ah, hoje, né? Sim, sim. Hoje na minha terra é ano novo. Já, ano novo. Aham. Então, vamos fazer festa no Rafaeli. Já, festa no Rafaeli. Ontem não, ontem só foi reparado. Ontem. Já, hoje, à tarde, às 14 horas, a Chopa com o João, vamos ir lá para fazer festa lá, já? Tá bem, tá bem. Vamos assistir. Já, vamos assistir bem, depois vamos ficar lá para comer festa. Ah, sim. Acompanhando pra, a festa. Para ver mesmo assim, nosso terra novo, como é que é, isso que é, já? Como está? Já, como está que para do ano novo. Aham. Já, já. Sim, ah. É isso. Yeah. Saúde do chefe, ficamos saudável, vamos trabalhar bem, porque eu não quero mais que o chefe fale de vocês mais. Tá bom, não, eu vou cuidar bem, vou no coiso, para continuar o trabalho. Tá bem, para isso. Yeah, tá bom. Para trabalhar andar bem. Essa é a nova areia, né? Nova areia, chefe. Essa areia tá bom. Tá bom, tá bom. Em cạch 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 mọi người. Mình tìm cạch 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 sử dụng tốt hơn là cạch màu đen kia. Cạch đen kia là toàn là cạch dầu cả. Dạ. Đi về đi bay rep rápido. Agora. Tá bem, bloco. Tá bloco, sim. Vamos pra bloco. Bloco. Xe rua thì cũng đáng gọi là như này thôi. Anh em cố gắng nha. Mas agora já tá tudo bom, né? Tá tudo bom, chefe. Tá bom, tá bom. Tá tão bom, você. Tá tudo bom. Com qualidade. Gác này dai quá mọi người. Gác này cái cuốn này dai quá. Vì đấy là anh đã ông và anh lính là ca gạch mê lắm, cho nên là ca gạch to, nên mình làm gạch to rất đẹp thẳng.
Essa aqui agora é soda, tá bom, né? Não, soda aqui é pra tocar manta a roda aí. Ah, pra tocar a roda? Tá bom. Vamos levar a carne pra trocar. É bom. Hứa lá, vamos ver. Vai ver, vamos ver. Tăng ra cái vong bí ở phía trong bị hư. Ôi bạn, thì cái video hôm nay chắc là mình cũng sẽ kết thúc đây. Thì mình cũng muốn đến ghé thăm tiếng đồng gạch sau những ngày ngày nghỉ của mình. Những ngày gọi là ngày mình chưa quay lại được cái sửa đồng gạch thăm, chưa quay lại được bản được. Thì để xem tình hình cả anh em làm thế nào. Thì anh em cũng rất là tự giác, cũng rất là làm, gọi là tự giác làm thôi mọi người. Làm và được bao nhiêu bán bao nhiêu thì có em mình cũng như là có bác giáo hay là ghi lại và sổ sách lại. Một lần nữa thì mình cũng cảm ơn rất nhiều đã hỏi thăm mình. Thì mình sẽ cố gắng là ra thật nhiều video hay ý nghĩa, cũng như là ra rất nhiều video ý nghĩa hay cho các bạn xem nha. Thì ngày hôm nay cũng gần Tết rồi mọi người, 27 Tết rồi. Thì mình cũng mong là năm cũ qua đi, năm mới đến thì tất cả mọi người là sức khỏe cũng như là kiếm được nhiều tiền cho mọi người. Ok, gọi anh đào phát like cho các bạn. Ok. Thì bạc gió là cũng luôn là... Này, có đò gì? Bạc gió là cũng luôn là sổ sách mọi người. Bây giờ là em Domingo đang tạm nghỉ mới về quê đây 3 ngày. Thì bây giờ bạc gió là sẽ phụ trách là sổ sách. Gọi là João, Domingo ra cho thầy João cùng... Cùng đi, cùng ele. Vamos escrever o... Montar o bem tudo, já? Ok. Montar bem tudo. Pois. Já, tá bom, não? Já, a senhora passada que vendeu isso aqui, né? Ah, está já, aqui. Já, 400. Sim. Aqui é do Paulo. Já, tá bom. Aí, thì, tuần vừa rồi thì bạn lẻ được hơn 1.000 viên, còn là của anh Đông chở hết mọi người. Okay. Của anh Đông chở hết, anh Đông chở lâu rồi. Mọi người chở hết. Ok, thì video hôm nay là kể tập đây. Thì mọi người thấy hay về nghề thì hãy cho anh em mình một like, một share cũng như là một đăng ký kênh Quang Dũng Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ cho mình nha. Ok, anh em phải like, chào các bạn. Vamos! 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 Vamos!